Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định chấm dứt hoạt động của đoàn thanh tra liên quan đến các dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, đồng thời bàn giao hồ sơ tài liệu thu thập trong quá trình thanh tra cho Tổ trưởng Tổ kiểm tra 1, theo quyết định số 20 QĐ-TU ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 trong việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện gói thầu liên quan đến Công ty AIC để tiếp tục kiểm tra làm rõ. Trước đó, ngày 20 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký quyết định thành lập đoàn thanh tra để thanh tra các dự án gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị do Công ty AIC thực hiện trên địa bàn, liên quan đến một số dự án gói thầu trong các lĩnh vực y tế, giáo dục.